Rồi, chào cả nhà đã quay trở lại với video tiếp theo của Lúa TV ha. Thì các bạn ơi, hôm trước mình có chia sẻ một cái video là xem lịch sử giao dịch trên app SaoBank ha. Thì hiện tại mình đang trên app SaoBank của mình. Đó, thì lúc trước á mình có chia sẻ cái video là xem lịch sử giao dịch, nhưng mà có một số bạn hỏi mình á là nói không xem được cái lịch sử mà chuyển tiền vào. Ok, thì đây là cái lịch sử, đây mình vô lịch sử giao dịch cho mình xem ha. Đây, mình sẽ truy cập hình người bên trái bên phải nè. Đó, mình chọn vô là quản lý thẻ tài khoản. Đó. Rồi nhấn vô đây ha. Rồi sau khi đưa nó vô thì mình sẽ nhập mật khẩu. Mật khẩu thì nó sẽ đưa mình vô cái như thế này. Đó, thì đây là những cái thẻ của mình hiện có ha. Thì các bạn muốn xem lịch sử giao dịch thì bạn nhấn ở bên dưới chỗ này nè. Đó. Nhấn vô chỗ dòng lịch sử giao dịch nha. Đó, thì qua lọc. Ok, để mình vô mình lịch sử. Đây là cái lịch sử giao dịch chuyển tiền của mình ha. Hiện tại nó không có lịch sử mà chuyển vào, nhưng mà chỉ là chuyển đi thôi ha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video là hướng dẫn cho bạn xem cái lịch sử chuyển đi và chuyển vào luôn các bạn. Thì nó do nó mới cập nhật á, nên mình sẽ làm video cập nhật lại cho các bạn xem cái lịch sử giao dịch chuyển đi chuyển đến luôn. Đó. Rồi, ok các bạn, giờ mình sẽ bắt đầu mình vào làm cái video là hướng dẫn xem lịch sử giao dịch chuyển đi và chuyển đến trên app SaoBank vào tài khoản cá nhân mình ha các bạn. Rồi mình bắt đầu thôi các bạn ơi. Rồi, ok các bạn ơi, thì để mà làm hướng dẫn thì các bạn cũng truy cập như mình lúc nãy là vô mục quản lý thẻ tài khoản ha. Thì đây là cái mà mình chọn vô chỗ này nè, thêm thẻ tài khoản SaoBank nè ha. Rồi các bạn nhấn vô ô dấu cộng chỗ này. Đó, các bạn nhấn vô. Rồi, thì đây là tất cả những cái thẻ mình hiện có nha các bạn. Thì các bạn ở bên trên nè, một cái các bạn chọn vô cái chỗ ô thẻ này là tài khoản thanh toán của mình nè các bạn. Thì khi liên kết thì các bạn liên kết dưới thôi, mình sẽ liên kết tên, mình chết vô chỗ chấm xanh này, chết vô. Rồi các bạn nhấn vô chỗ lưu lại giúp mình. Đó. Rồi, các bạn chọn vô lưu lại. Rồi, thì các bạn chọn vô chỗ em code giúp mình ha. Đó. Các bạn nào mà không có em code á thì nó sẽ báo tin nhắn trực tiếp về điện thoại tin nhắn SaoBank nha. Các bạn lấy 6 số như thế này nhập vô. Đó. Lấy mã 6 số nhập vô ở bên ngay chỗ em code nãy các bạn. Ok, thì cái mã này là cái mã như cái mã OTP của các bạn ha. Rồi, đây mình sẽ thoát ra, mình nhập vô cho em code. Đây ha, đây mình nhập 6 số nha các bạn. Đó. Sau khi nhập thì nó thông báo mình lưu liên kết thành công nè. Đây là cái tài khoản thanh toán của mình nha các bạn. Thường thường các bạn chỉ liên kết cái thẻ tài khoản thẻ ATM thôi. Giờ mình sẽ thêm một cái là liên kết tài khoản thanh toán. Đây mình sẽ kéo qua cho các bạn xem ha. Đây tài khoản thẻ ATM mình là Visa nè, còn bên đây là cái tài khoản thẻ thanh toán nha. Thì các bạn muốn xem lịch sử giao dịch thì các bạn vô đây bắt các bạn xem ha. Bên dưới nè. Đó, chọn vô lịch sử giao dịch. Đó, và đây là số tiền của mình ở bên trên ha. Đây, để mình mở lịch sử giao dịch cho các bạn xem ha. Thì hiện tại nó sẽ có những cái chuyển vô này chuyển đến nha các bạn. Đó. Những cái nào chuyển vô thì nó để dấu chết là đây. Để mình mở cho các bạn xem ha. Đây nè, đây cái này là nó đã chuyển vô tài khoản cho mình nè ha. Đó, những cái nào chuyển đến đó nha, còn những chuyển đi thì mình sẽ có dấu trừ nha các bạn. Đó. Rồi. Như vậy là mình đã làm video hướng dẫn cho các bạn xem cách liên kết khi mà xem lịch sử giao dịch chuyển đi và chuyển đến ha. Rồi nói chung với các bạn là nếu mà các bạn nào muốn xem lịch sử giao dịch mà chuyển đi chuyển đến cho tài khoản mình á thì cần phải có là liên kết vào cái tài khoản thẻ thanh toán nha các bạn. Đó, tài khoản thẻ thanh toán như thế này. Đó, thì nó có, các bạn để ý là cái chữ có để chữ như thế này ha, tài khoản thẻ thanh toán như vậy nè. Đó, thì các bạn lưu thêm cái tài khoản này để mình xem dịch lịch sử giao dịch chuyển đi và chuyển đến ha. Rồi, chắc mình cũng xin phép dừng video ha. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye các bạn. Thank you.